Thưa bà con, yêu cầu bà con trật tự. Yêu cầu bà con trật tự. Khổ quá với cái thằng này. Có đứng yên một chỗ không? Ông cho cái alo mặt bây giờ. Alo, alo. Xin bà con giữ trật tự. Phần thi đang bước vào giai đoạn gay cấn để chọn cho bằng được Hoa Khôi ngày hôm nay. À, ra đây. Sao mắt cứ đần độn như thế? À, thưa cô, cô hiểu thế nào về bốn chữ mà các cụ thường mong ở một người con gái? Đó là công, dung, ngôn, hạnh. Thưa ban giám khảo, thưa bà con, theo em là công là công lao. Phụ nữ nào phải có công lao? Công là công lao. Dung là dung nhan. Phụ nữ nào phải thật đẹp? Phụ nữ là phải thật đẹp. Là phát ngôn. Phụ nữ nào không được phát ngôn bừa bãi? Phụ nữ là không được phát ngôn bừa bãi. Còn hạnh là hạnh phúc. Phụ nữ là lúc nào cũng phải được hạnh phúc và sung sướng. Xong rồi, đi ra. Tự hết. Comment imaginez-vous votre mari dans le futur? Merci, merci, merci. Thằng chồng, à, chứ, người chồng trong tương lai của cô là người như thế nào? J'espère qu'il soit intelligent, actif et humanitaire. À, thưa bà con, thí sinh Hồng Ngọc có trả lời rằng người chồng mà cô nghĩ tới trong ngày mai sẽ là người thông minh, nhanh nhẹn và biết yêu thương mọi người. Vỗ tay! Alo, kính thưa ông Thanh, kính thưa bà Đồng, thưa tất cả các quý vị, tôi xin trân trọng công bố người đạt danh hiệu Hoa Khôi Bắc Kỳ hôm nay gồm những thí sinh sau: 30, 47, 56 đều bị loại, và người đạt giải là... ra đây, cô Nguyễn Thị Hồng Ca. Còn tên là con ơi, bọn ông đầy đầu tư. Con biết ngay mà, thế nào cô Ngọc tưởng người như thế chứ. Khúc nào ra khúc đấy, anh nói gì đâu chứ đấy. Các cô ấy, xin lỗi cô, đứng trước những người đẹp, cô có suy nghĩ gì? Tôi rất nãy làm tiếc vì tôi đã quá già rồi. Con cua có càng anh không dám móc, con cua gãy càng anh móc cho em xem. Này cậu, cậu ơi, cậu sao lại đần mặt thế này? Mày thấy Moa thế nào? Thế sao thế? Thế ốm à? Con này. Cậu đã phải lòng cô Hoa Khôi Hồng Ngọc rồi. Ồ, thế cái cô Lý Mỹ Hương cầm phim của cậu đó rồi. Thì gọi được cái tên mà đâu hết. Đi hết rồi con ạ. Đi sạch à? Bây giờ Moa vẫn một thân một mình thế này. Khổ quá nhỉ, một mình một bóng. Thế chứ nhỉ. À này. Cái gì? Mày thấy dung nhan của cậu thế nào? Có lấy được cô Hồng Ngọc không? Ừ. Quay vòng tròn. Quay vòng tròn.
Chồng xuống. Ui giời, ui cái túi tiền của cậu nó đẹp quá. Tao bảo mày ngắm xem cái mặt của tao nó thế nào. Bảo cái gì? Mày lại đi khen cái ví tiền của tao thì để làm cái gì hả? Đồ của chuối. Giời ạ. Đời bây giờ cái túi đẹp mới là nhất. Mặt đẹp như tiên không bằng cái túi tiền dày. Úi giời, mày làm cái gì đấy? Em phải nói thật với cậu nhá, cậu. Hình hài của cậu thì cũng bình thường thôi. Thế là thế nào? Gớm cái mặt mũi kìa. Sao? Chả đều nhau gì cả. Mặt mũi thì cái thì lại to quá. Cái thì lại nhỏ quá. Sao lại vậy? Rõ thế còn gì? Túi này láo quá. Túi gì? Mày hơi quá lời rồi đấy. Thì đấy, mắt thì thím mắt lươn như quân trộm cắp, như phường bất lương. Ê, thằng này, mày hơi khốn nạn với cậu rồi đấy. Ôi, nhưng mà cậu ơi, có tiền cu cung thành 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 tiền chứ bây giờ chứ bây giờ không tiền tiền cung giang trần như chợ. Cậu đang thi mắt lườn có tiền bỗng trở thành mơ mộng như mắt bò gái. Cậu đang như con cu bỗng trở thành một chú nai tay bạc. Đây bằng bảy lượt ngay nga đạp đâu hạ cao sang là vê vùng khê ui giời đời nó là như thế cậu ạ. Đầu củ chuối thế mà khá khá quá chứ mày đi. Làm moa tự tin hơn rồi đấy. Cậu đùa con. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Đi theo moa đi theo moa. Năm mười mười năm mười mười năm mười mười năm mười. Gớm như thế, vặt cái lông mày mà cái như là chọc tiết lợn như thế thì... Nhưng này, bà ơi, cứ để cho tự nhiên. Mà tôi lo lắm bà. Cái con Ngọc nhà mình lớn như là cái sào chọc cực kiểu... Mà lúc nào cũng ngang cũng ngoẩy. Lần này mà không xong ấy thì cứ ở vậy suốt đời thôi. Lo lo cái gì mà lo. Lo con bò trắng răng, không ai mua thuốc dưỡng răng cho bò. La, vớ vẩn. Con gái mình, cành ngọc lá vàng. Nó kén cá chọn cơm là lẽ đương nhiên. La. Thôi thôi bà ấy. Tôi đề nghị bà một việc này nhá. Người dậy, được rồi nói đi. Hôm nay mọi việc do một tay tôi quyết rồi nhá. Ăn không nên đợi. Nói chẳng nên nhời. Mồm lúng ba lông bông ấy này làm thế. Đừng có đùa. Này gì? Việc của ông nhá là chỉ việc ngồi im cười thật tươi cho nó ăn ảnh cho nó đẹp đội hình một nha. Úi giời để này nếp giá phóng này để đâu hết cả. Bất thả chồng nói thì vợ cái eo lẻo ấy hả ông? Hả thế, là chủ cái nhà này thì tôi là chủ này cho nói lại nhá. Nhưng mọi việc do bà quyết hết. Tôi nói cho ông biết nhá, mọi việc ở cái nhà này việc gì cũng đến tay tôi cả. Ôi trời, cái làm hay cả việc con Ngọc được hoa khôi tôi không đẻ ra nó thì lấy đâu ra nào. Úi giời dễ thương một mình bà đẻ ra nó chắc. Không có thằng này đút cửa trước mà luôn cửa sau thì có mà thành hoa hôi. Thế không phải thế này không? Đấy, bà là chẳng hiểu cái gì hết. Mình mà không lo lót ấy, họ chỉ cần đo sai đo ẩu, nới tay ra một tí là cái bụng to phành. Thắt chặt vào một tí. Sao bụng ra đây to thế? Lòi ruột. Đấy, chỉ cần thắt chặt vào một tí ngực con mình đang to bỗng lép như đồng hồ thị sĩ luôn. Đấy, công ai? Thôi. Công của ai tôi không cần biết. Quan trọng ấy là nó giống tôi. Chứ giống ông á, có bà ăn cám. Úi giời, nó giống bà. Bà nhìn lại bà đi. Thế là sao nào? Úi giời, lượn thì đánh võng này. Nhìn lại của mông xem. Sao? Này, nó giống tôi như đúc đi. Dạ ôi.
Ông tưởng là ông đẹp lắm đấy à? Ông thử soi gương lại xem. Đang soi đây. Ôi, thì lúc nào cũng ghen. Trông kìa, cái nhiều là chủ muốn giấm đi. Úi trời. Còn bà ấy. Sao? Người ngợm to chẳng đều chút nào. Pha khô lúc nào cũng phải ngược lên trời. Động một tí là ông ơi lượt giỏi. Giỏi. Bây giờ thấy gái này phai hương nhạt phấn đi rồi. Bắt đầu chán, bắt đầu ngãn ra đấy phải không? Úi trời. Thế ngày xưa cả họ cả hàng cả ham cả hốc cả đứa nào nhá, tay bưng chầu đầu đội chát, đến đây lúp xúp rồng rắn lên mây nhá, xếp hàng xếp lượt ra để hỏi xin con này về làm vợ nhá. Bao giờ chú đến ngày xưa? Mệt quá. Bây giờ bà suốt ngày sao lạch bà lạch bạch trong nhà trông chẳng khác gì tảng mỡ thiêu di động này nhá. Ông ra đi tôi hỏi ông. Đi đâu? Tôi nói cho ông biết nhá. Hay hớm gì cái loại đàn bà. Người thì gầy như con cá mắm. Đen đẹp như cảnh liễu khô. Đi lại thì loăng quăng. Có khác gì con phù thủy cưỡi trời. Chào ơi, đàn bà là phải như tôi thế này. Ôi trời ơi. Nói cho ông nghe nhá. Cẩn thận ngã. Đàn bà là khúc nào đi khúc đấy. Rõ chưa? Thôi. Bà ơi. Nói một tí. Nghe tôi nói đã. Xuống đây. Nghe tôi nói đã. Dù bà có là tảng mỡ thiêu thì tôi cũng chỉ là một con mèo. Ma mèo chẳng bao giờ chê mỡ. Đúng không? Mà trước kia bà mê tôi lắm. Bà còn tặng cả thơ cho tôi. Đọc lại nghe nào. Tôi chả đọc. Ông có thích không đã? Thích mà. Bà đọc nghe đi. Xa xa những luống xanh xanh. Đó là rau muống nấu canh đây chứ. Ồ. Thế nhưng mà cả ông nữa. Ông cũng phải đọc bài thơ mà ngày xưa ông tặng tôi mới được. Đọc nhá. Ước gì anh hoa thành chum, còn em là nước, ta chùm vào nhau. Lãng mạn quá. Lãng mạn quá. Mỗi lần nghĩ đến kỷ niệm này, không hiểu sao nước mắt cứ muốn văng ra ngoài. Mà thôi chết rồi. Thôi đừng lèo nhèo như mèo vật đống rơm nữa. Sắp đến giờ khách đến rồi đây. Sen ơi. Dạ. Cô cho gọi con ạ. Mày nhìn cô thế nào? Ôi dồi ôi, sao hôm nay cô xinh thế? Mà nhà có việc gì mà cô lại ăn mặc diện thế này? Thế lại xem mặt à? Lại xem mặt. Ồ, thế em tưởng cô hơn cái cậu Dần rồi. Gì? Cái ông lùn tịt ấy. Lấy ông ấy về để bế ông ấy à? Đã thế, Trần lại còn vòng kiêng. Còn chó chui cũng lọt. Là em hỏi vậy thôi. Chứ cái lão ấy à, nói à thì ngọng líu ngọng lô. Cái gì mà lại còn đọc thơ nữa chứ. Cái gì nhỉ? Năng năng nạnh nẽo nửa nòng. Nửa nòng nạnh nẽo nạnh nập nòe nâng nâng. Chả hiểu thơ với phú ví von kiểu gì mà lại nửa nòng với nửa nập nòe. Mà này cô ơi, em thấy ông bà ấy là ưng cậu Mão lắm đấy. Ui dào ơi, lấy cậu ấy có mà ăn răng cả đời à. Cái lão Mão ấy răng lợi buồn cười như có nhỉ. Cái gì mà răng tung tăng đi trước, môi lả lướt theo sau. Chân chưa đến bờ rào thì răng đã chảo quạ. Cô ơi cô, nhưng mà em thấy từ ngày cô được hoa khôi ấy, ai cô cũng chê ỏng chê eo. Em lo cô ế chồng mất tôi. Thì tao ế rồi còn gì. Cao không tới, thấp không thông, gặp toàn một lũ lồng nhông ở giữa. Ngọc ơi. Ngọc. Bà đi ra ngoài đi con. Không ạ. Này, đến giờ này rồi mà khách sắp đến rồi đấy. Còn chả lấy chồng đâu. Có lẽ
còn ở vậy với thầy mẹ thôi. Mệt hơn cả Tì Hoa Khôi. Sao con lại ăn nói dại dột thế? Thế con làm sao mà con ở cả đời với thầy mẹ mãi được nào? Con cứ yên tâm, lần này là do bà phán thừa môi giới. Cậu ấy tên là... Âm Kim. Hả? Kiếp! Tên gì mà âm mưu thế? À, ui, cậu tên là Kim Ấm. Cậu Kim Ấm, con bà Kim Chén. Cháu Hùng Kim Son. Này, con cứ gặp đi rồi sẽ biết. Có mất gì đâu mà sợ gì. Thôi được rồi, chỉ lần này nữa thôi đấy. Là xe sáng phẳng, là xe sáng phẳng, phố dít lên sòn răng, phà răng phăng, à dệt kim mất cái phệt em mua. Đời không tiền, nói chi đến cái chuyện tình yêu. Ôi dồi, cái mày lồng gì mà khiếp thế này chứ. Hạ càng xuống. Đến rồi cậu ạ. À. Không xuống định để tôi cõng hay sao? Không khổ quá. Cậu này, cứ ở đây để con vào trước xem sao. Con cứ vào đây. Đừng lần vẩn nhá. Vào xem nào. Ôi giời ơi, không cửa chặt quá. Ôi giời. Ông bà Phẩn có nhà không? Ông bà Phẩn ơi. Phẩn ơi, đi đâu? Phẩn ơi. Quái nhà đi đâu cả nhà. Ôi giời, chó cậu chó. Hỗn nào. Bỏ mẹ, chó Tây không hiểu tiếng ta. Không phải giọng bệnh nữ. Xiếc. Messi Tagen. Ôi giời ơi. Messi Tagen. Tao là mẹ sữa. Ôi giời ơi. Đi hầu cậu tao là mẹ sự Kim Ấm. Mẹ sự Kim Ấm rất giàu lại hâm âm. Ôi giời. Nói đấy mà chó hiểu đấy. Mẹ sự Kim Ấm đến hỏi cô Ngọc nhà mày về làm vợ. Vợ Maria. Ôi giời, thế mà mày hiểu ngay à? Trình độ ngoại ngữ của con chó như này thế mà khá tâm phết. Cậu ơi, cậu đi đâu rồi? Cậu ơi, đi đâu rồi? Đây. Ôi giời, làm gì mà phải trèo tận đấy? Con về nói chuyện với con chó. Nhà này rồi. Bây giờ là cậu có thể vào được rồi đấy. Vào đi, xuống. Mày vào đi. Ôi, cậu vào thì nó cắn tao à? Hả? Thằng củ chuối. Cậu ơi, xuống đi đừng lo. Trình độ ngoại ngữ của con chó Tây nhà này nó phải ngang với trình độ của cậu. Láo. Còn gì nữa? Nói phát nó hiểu ngay. Mà nói cậu mãi chẳng hiểu gì, mặt cái chanh nhục thế này. Sao? Mày hỗn quá đấy con ạ. Chỉ tay chứ. Nó ngang là nó ngang với mày. Vâng. Chứ nó ngang thì chó với tao. Thôi, em tưởng có bao nhiêu tiếng Tây cậu dạy em hết cả rồi. Tiếng Tây nó nhiều lắm con ạ. Thế à? Mày có học cả đời moa không hết. Cả đời không hết cả. Chỉ như là ong là một, đơ là hai. Hai. Toa ba, cát bốn, xanh thời là năm. Năm. Giả như là ghi đông, vuốt tăng, các ba ga, các đờ sen, các đờ bu. Mày thấy không? Nhiều lắm con ạ. Ui giời, tiếng Tây kinh nhỉ. Cứ chịu khó theo hầu cậu đây. Rồi thỉnh thoảng moa bố thí cho vài chữ. Phe này á, moa quyết tâm tán bằng được cô Hồng Ngọc. Kinh quá nhỉ. Để sĩ diện với đời. Đi. Vào theo cậu. Vào. Vợ chồng tôi được đón tiếp ai thế này? Dạ thưa ông bà, cậu cháu con xin có lời kính chào ông bà. Dạ. Chân. Ui, gì đấy? Cái thằng này. Con ngồi đâu ạ? À? Ngồi đất. Ôi trời, ngồi đất. Mom. Dạ xin thưa ông bà, con xin phép được giới thiệu về cậu con là cậu con đây tên vẫn gọi là Kim Ấm. Ấm đây không phải là cái ấm sành, ấm sữa, ấm đất, ấm thủy tinh bằng đồng, mà là cái ấm bằng vàng, vàng chóe 9 con 4. Ôi chết nhầm rồi. Vàng 4 con 9 cara. Cậu Kim Ấm con đây chính là quý tử của ông bà Kim Chén. Thì ra là cậu quý tử đây là con nhà bà Kim Chén. Nghe danh đã lâu. Bây giờ mới nhìn thấy mà. Merci. Merci bú cú. Thì xa thì sổ. Tôi đề nghị anh nói tiếng Việt cho nó nượt. Sen đâu? Dạ. Mời Sen. Cô ra tiếp khách. Sen đâu? Ông bà. Cái gì đấy? Ông bà cho gọi gì con ạ? À? Hay.
Tao có gọi mày đâu. Tao bảo mày gọi cô ra tiếp khách cơ mà. Gọi cô chứ không phải gọi mày. Giữa khác cơ. Cô gì đâu. Trời ơi. Tắm hấp. Làm gì mà như muốn ăn vã người ta. Ôi giời ơi. Đẹp quá con ạ. Đẹp quá. Cậu mới nhìn qua một cái mà người cậu nó cứng hết cả lên như đang cầm tinh con run này. Này cậu. Dạ. Gia đình chúng tôi sinh hạ mãi mới được một con gái này đấy. Vâng. Phải nói là vô cùng hiếm hoi. Dạ. Hoi mới quý. Đúng rồi. Nói nào. Ôi giời cái mồm. Cũng có một vài khách ô tô. Có mỗi một thằng chứ đâu mà bà bị bảo lại. Cũng có một vài khách ô tô đến hỏi. Nhưng gia đình chúng tôi vẫn chưa đồng ý. Nay cháu nó đã đến tuổi cập kênh. Kênh. Cập kìa. Ủa hay chứ vợ đang nói thì là cô ta. Vợ nói chồng cứ cãi. Gia đình chúng tôi đang muốn tìm một ý chung quân cho cháu. Đúng rồi. Theo phong tục ta. Cha mẹ đặt đâu con một tích. Ôi thế ngồi vào cái cọc buộc trâu để nó xoài ruột ra. Đúng rồi. Cái cậu này chỉ được cái nói gở mồm. Chỉ được cái gở mồm. Em nhầm. Dạ xin ông bà cứ ra đề cho ra luôn đi. Thằng này nuột. Dạ thưa ông bà, con xin giới thiệu về cậu con. Cậu con đây là người học rộng tài cao văn thơ, cứ gọi là lai lang trời giang. Được. Em về bòn ruộng tốt na. Ôi, ông có hiểu ý hai câu thơ này không? Ý họ nói là người đẹp vì lúa, lúa tốt vì phân. Lúa. Hay chết. Cái thằng của chuối này. Mày nói như thế là mày giết cậu rồi. Thơ cậu đâu ra mà cậu tuồn lên như máy nước hả? Đã có con đây. Con đây. Mày làm gì có thơ? Hay là mày trộm thơ người khác? Ôi không đi ăn trộm thì đầu óc con với cậu ngu như bò này làm gì có thơ. Mày bảo ai ngu như bò? Thế đời người ta ăn trộm nhiều chứ trộm thế thơ thì sợ chó. Dạ thưa ông bà, xin ông bà cứ cho thử tả. Chó. Chó. Này, ông bà ai là chó? Ông chỉ bắt ai? Chồng bảo vợ là chó. Làm thơ vịnh con chó. Cứ yên tâm. Con đọc cô nào, cậu đọc theo cô ấy đã được. Dễ lắm. Dạ thưa ông bà, con xin ứng khẩu. Nó bắt đầu ứng đấy bà. Quanh quanh đằng đít lại đằng đầu. Quanh quanh đằng đít lại đằng đầu. Tốt. Hễ thấy ai vào cắn gâu gâu. À hễ thấy ai vào cắn meo meo. Ôi dồi, chó thành mèo à. Chết. Mòa nhầm. Mòa lại nhầm thơ chó thành thơ mèo. Dạ nó là cắn gâu gâu đấy ạ. Nuột. Em biết cho em là phân chó. Anh biết thân em là phân chó. Lão. Quá lão. Thật là nhân bất học, vất chi lý. Quanh năm chẳng được trẻ nơi. Quanh năm chẳng được trẻ nơi. Sao đấy? Cha tao. Hay. Thằng này thế mà hay. Hay. Hay cái gì? Từ bé đến giờ, từ đông tây kim cổ tới giờ, tôi chưa bao giờ tôi thấy con chó đòi uống chè tàu cả. Thế à?
Dạ, đây là chó quý tộc đấy ạ. À, thế nó mới độc đáo mà vẫn mang phong cách phương Đông. Dào ôi, hả? Ông thì biết cái gì? Còn gì nữa ông con? Hết rồi cậu à. Hết rồi cậu à. Trần đời chưa thấy có thằng chủ nào nó ngu như cái thằng này. Trần đời chưa thấy thằng chủ nào nó ngu như cái thằng này. Cái thằng nó chỉ ai à? Hả? Ngu. Ừ. Ngu. Ồ. Này, các anh đang ở nhà người ta chứ không phải ở ngoài đường đâu đấy. Ừ. Dạ, con xin phép thầy mẹ. À. Thật ra nghe cậu vịnh thơ con chó cũng được. Cũng bình thường thôi. Nhưng tôi lại thích đối chữ. Chữ đã chết rồi, chết rồi. Được. Mắc được Moa Gen muốn gì, Moa đồng ý. Kìa cô, cậu nghe nhá. Ừ. Cô vợ khôn lấy thằng chồng dại. Ừ. Như bông hoa nhài cắm bãi. Úi giời châu. Úi giời ôi. Dạ xin thưa ông bà và xin thưa cô, câu này không cần đến trình độ của cậu con mà chỉ cần con là đời tớ thôi cũng được. Mày thấy cậu. Thôi được, chủ nào tớ nấy. Dạ con xin phép ông bà. Ừ. Bên ấy tiểu thư ra đề là cái con vợ khôn lấy phải cái thằng chồng dài như cái bông hoa nhài mà cắm bãi. Ấy châu, em lịch sử đấy. Thì bên này con xin đối rằng là chồng dại vớ được vợ khôn là như cái lò tôn ôm một con lò gạch. Thằng quá. Đi đâu đấy? Thằng này được. Cổ chí kim thế giờ. Tôi chưa bao giờ thấy cái lò tôn lại ôm cái lò gạch. Thôi. Này, hai cậu, con gái tôi chắc chắn là không thích thơ của hai cậu rồi. Xin hai cậu lui gót cho tôi nhờ. Dạ, bẩm ông bà, Moa đây chẳng thích thơ. Dạ, thưa ông bà, cậu con cũng rất khinh thơ. Ừ. Vậy công việc của cậu hàng ngày là gì? Có tí ông nọ bà kia không? Dạ, thưa ông bà, cậu con nghề chính là nghề ăn chơi đánh chén. Hết ngày này qua ngày khác liên miên, cậu con nhiều tiền chỉ việc lấy đi chơi thôi à. Đấy, ông thấy chưa? Hàng ngày không cần phải làm gì vẫn có cái mà ăn. Thằng này luôn. Thằng này luôn. Dạ bẩm ông bà. Dạ. Moa thực lòng yêu thương em Ngọc. Dạ yêu lắm à. Hôm nay gặp mặt Moa lại càng yêu thêm. Dạ yêu nhiều à. Dạ Moa vẫn thường mơ tưởng đêm đêm. Dạ đêm chẳng ngủ toàn chơi à. Dạ mong ông bà cho Moa được kết duyên loan phường. Dạ, xin phép ông bà cho cậu con được kết duyên gặp về. Này nhá, nhà tôi đây không phải là trại chăn nuôi gia cầm gia súc nhá. Ừ. Sen đâu? Dạ. Sen. Thả chó bà. Có bao nhiêu động vật cắn chết người mới thả ra cho ông? Dạ vuôn. Mày thấy họ thả chó ra làm cái gì đấy hả con? Nó thả chó ra nó đuổi cậu. Hả? Nó quay cậu không bằng con chó. À. Nó quay mình không bằng con chó nhà nó. Không bằng con chó con. Nhục. Quá nhục. Về. Về. Cầm cho cậu cái mũ. Ừ chứ cầm. Ê, quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Chưa muộn. Đi về. Về. Nhục. Nó coi thường tao. Nó coi thường cả con. Nó coi tao chẳng ra con chó gì cả. Nó khinh tao. Nó khinh cậu. Tức là nó khinh cả con. Mà nó khinh cậu thì được chứ không thể nào nó khinh con được. Vì là cái sĩ diện của con là nó lớn lắm. Sĩ diện của mày bằng làm sao được sĩ diện của tao được. Sĩ diện là con hơn của cậu chứ. À, thằng này láo. Ôi sao mày sao rửa mặt sớm chính thế? Mày đã làm hỏng việc của tao. Em có làm gì đâu mày. Ăn không nên đòi, nói không nên lời. Ui, cứ chỉ tay. Bây giờ tao phải hành hạ mày cho nó hả. Đi vào trong kia. Ôi ơi, chết là rửa mặt mày. Em có làm gì đâu mà tự dưng lên lật mặt sớm thế. Ôi trời ơi, tao này cái chặt cái gì. Ui
nhờ. Mày xuống cậu đã. Ơi cậu ơi, đừng mua kiếm múa côn nữa, em ngã xuống xoài rồi. Bà lại súng bắn chim. Bắn súng rồi ô. Súng bắn chim chứa thế này đều như nó. Lại súng bắn ôi trời ơi. Ôi trời ơi em trên cậu. Cậu có bắn cho bắn từ rốn rồi ở đây. Đừng có rốn từ rốn thì chết đi không. Tao không thích từ rốn trở lên. Ôi trời ơi. Mà tao cũng chẳng thích từ rốn trở xuống. Ôi thế đầu không thích đuôi không thích. Tao chỉ thích khúc giữa. Ôi này thì khúc giữa. Ôi trời ơi. Viên thứ hai này. Mày chết thương ai chấm ăn chẳng. Viên thứ hai này. Cậu hại chết đời con rồi, ôi trời ơi, còn gì là tương lai nữa. Ôi trời ơi, thế này giảm mất cái phần xác rồi thì còn cái phần hồn thì để làm gì. Còn cười nữa. Thằng củ chuối, bỏ ôi, cái chân xuống. Sao được đánh người thế. Tao chỉ thử độ bền của mày xem như thế nào thôi. Ôi thử mà chết thật thế đi chết. Được rồi, cái nhà đấy rồi sẽ biết tay tao. Cả cái nhà rồi nó cũng sẽ biết tay con. Chuột chuột chuột. Mày định làm gì? Con là con. Cậu làm gì con làm đấy? Ôi trời sao thế? Tao làm gì mày làm đấy bảo? Vâng. Thế mày thấy cô Hồng Ngọc nhà đấy có đẹp không? Ui dồi, nó đẹp lắm cậu ạ. À. Nó đẹp một cách tràn bạo. Con nhìn thấy nó một cái là con phải lòng ngay. Ấy năm canh con thao trước canh dài con toàn mơ thấy nó gác đuôi tao cỡ con. Được, mày thích lấy nó gì. Ôi dồi ôi, đến cái thân phận cậu còn chẳng ăn thua, phần con đầy tớ thì chỉ mua lấy cái thèm. À mà là con thèm thì trẻ biết đứng mà xem cái chân đũa mốc con chả dám chen cái mâm vàng. Được, cậu sẽ cho mày lấy nó. Úi dồi ôi, thật hay đùa đấy. Cậu mà lại thèm đùa với mày à? Đừng có đùa với trái tim đau khổ nhiều lần này nhé. Nhưng phải nghe lời cậu đấy nhá. Thì từ trước nay có cái gì con không nghe theo cậu đâu. Được rồi, bố mẹ nó muốn gả cho người quyền cao chức trọng rồi. Đúng thế đấy. Được rồi. Rồi cậu sẽ làm cho mày thành thằng chức trọng quyền cao. Úi dồi, con thành chức trọng quyền cao à? Đúng. Moa sẽ cho mày đóng một thằng quan Tây. Người Tây bây giờ nó có giá lắm con hả? Cứ ngửi thấy mùi Tây ấy, là chúng nó lao vào như một lũ thiêu thân. Nhưng mà Tây thì nó to, mà con thì bé thế này, đóng Tây không được. Ừ nhỉ? Sao mày lại bé thế nhỉ? Thì có cái gì ngon thì cậu sơi hết rồi. Còn con thì suốt ngày cả đời rau muống với cả đời cùng là mắm cay cùng làm tép mì rượu. Cả đời con nước lò cơm liêu mà lấy đâu cao lớn mỹ miều. Bé mày cũng phải cố. Con không cố được lò. Phải cố. Không cố được. Mày có cố không? Úi dồi không được. Cố. Tây thì nó to to, còn con thì bé bé. Nó thì cao lớn lăn canh mách xanh mũi lò. Còn con thì thân hình quắt queo nhăn nhó, tay chẳng ra tay mà tàu chẳng ra tàu. Thôi thì cậu cứ để con cam phận thay, chứ nóng làm tay thì con không dám. Về tiếng tay giả thầy cậu mới dạy.
gặp ai con chỉ biết bông đùa, ai cho con chỉ biết gật đùa mép gì, thôi đành con phải a lê kéo không thì bà đã thớt ê trẻ con. Thôi thì thôi, não hết cả ruột. Vâng, mày không thích đóng Tây hẳn thì thôi. Vâng. Cậu không bắt nữa. Vâng. Mày đóng một nửa thằng Tây vậy. Ủa thế là 10 là 10 à? Làm 10, 15 là 10, làm 10 là 10 là 10. Làm... Thôi. Ôi trời ơi. Mày giống dở à? Nghĩa là một thằng đi du học ở nước ngoài về. Vâng. Nó cũng có giá lắm đấy con à. Có giá lắm à. Nhưng mà con sợ lộ lắm. Úi giời ơi, chuyện nhỏ á. Moa đã có cách. Cách gì? Bây giờ thế này. Vâng. Mày phải nghe cậu. Ừ. Giả giọng lơ lớ một chút. À. Như kiểu đi lâu ngày quên mất tiếng ta. Thế à? Pha chút tiếng Tây giả cầy cho nó có vẻ trí thức. Nhưng mà con đâu có biết tiếng Tây. Ừ, khổ quá. Thì mày cứ nói những cái câu mà học lỏm của cậu ý. Thế à? Ông bà phờn rốt như bò, biết câu nào đâu mà sợ. Bây giờ sao? Con cứ nói văng tê thử cho cậu xem nào. Thế văng bừa đi à? Ừ. Con cứ nói thử đi. Ví thử như là chào ông hay là chào bà chẳng hạn. Xin phép có văng bừa đấy nhá. Ừ. Bông chuồng. Mẹ sự. Rồi. Bông chuồng. Ba đêm, ba đêm. Tốt. Ôi ôi. Giỏi, giỏi lắm. Mày rất xứng đáng là học trò của Hoa. Dạ. Ờ, nhưng vấn đề là phải có một thằng đầy tớ cho nó oách. Ôi, chứ cậu làm luôn cho kìa. Hỗn nào. Cái thằng của chuối này. Tao làm ông chủ mà lại đi làm đầy tớ cho nhà mày. Thôi chứ làm với tôi, chứ làm với tôi, tôi không cần thiết gì đâu. Ừ, cần thiết. Này, rồi, mày không làm, không làm giúp Hoa phục thù chứ. Không phục nữa, phục thì phục. Thôi được rồi, nhưng nhớ là cậu chỉ đóng giả thôi đấy nhá. Ừ. Thôi được rồi. Anh đổi đời rồi. Thế mới xứng là người nâng khăn sửa túi cho Hoa chứ. Bắt đầu làm ông chủ nhá. Thằng kia. Ngại không? Sao mày chậm thế? Nhanh lên. Trông mày mẹt xà lù, trông bố rù như là cái con. Ôi dù ơi, thằng này hỗn nào, sao mày dám đá cậu? Ông chủ, nó phải thế chứ. Nhưng cái gì? Cậu vẫn thường đá đến con là gì? Thôi thôi thôi, được rồi. Nhưng mà mày đá giả vờ thôi đi nhá. Thế cậu bao giờ đá con giả vờ không nào? Mỗi lần cậu đá con mông sưng thằng rưỡi đi này. Đâu? Không phải xem. Tập lại đi. Thằng kia. Ôi giời. Mày lại đây. Mày làm quốc rộng. Ông hầu hạ mày nhiều lắm rồi. Hôm nay có ngày ông hành lại là mày đây. Mày nên nhớ ông là người sang trọng mới từ Bay Di trở về. Ông là ông chúa ghét cái loại chỉ biết ăn mà không biết làm, chỉ biết băm dê mà không biết chăm ai. Hầu tao là phải biết tính của tao, không những cái thằng chủ khốn nạn của tao. Cái thằng đo là nó mắm, đếm củ chất hành. Cái thằng cho mồm ăn xong còn móc ra xem ngửi xong rồi lại còn tiếc. Hầu tao là phải biết tính của tao, gọi là phải dạ bảo thời là phải vâng. Cái mặt mà cứ cong cong chồng đá đít, cô xong xà lù mày mới mang kiếp vũ dù thì ông đấy đá đít xà lù cô. Thôi, tốt rồi, quá đạt rồi. Mày làm quá đạt rồi. Mặt hả ông? Xem nhiều mặt cô con cũ đi đấy. Mày này, mày thì biết cái gì? Mày lau chà, lau chào đi. Lau chà, lau chào. Tôi đi ra ngoài hầu cô đi. Đi ra ngoài hầu cô nha. Đi. Giời. To tiếng hề. To gì đâu. Đi ra đây. Này. Thằng này nó ở bên Tây à? Ừ. Nghe nói đi du học ở Tây về. Ừ. Ba gì đấy à, nước cạnh tàu cái gì. Thế nó học cái gì Tây? Ôi dào ơi, không cần biết. Chỉ cần biết là nó ớ u âu giờ âu dâu huyền giàu. Giàu rất à? Giàu. Ừ. Thế thôi. Ừ. Mà này,
thằng này đáng ra phải lấy vợ Tây mới oai. Ấy thế mà nó chê vợ Tây, không thèm lấy, muốn lấy vợ Việt Nam. Thế mất bột chứ. Thế là phải. Lấy gái Tây làm gì? Phải. Suốt ngày nó xì xà xì xồ. Đúng rồi. Nó chửi vào tai mình. Mình không biết. À, đây đây đây, đến rồi. Ê, nấp vào. Ông lao chọc cái quốc đi. Làm gì mà phàn phu tục tử. Chào cô. Chào cậu. Cô cho tôi hỏi, khí không phải, đây có phải là nhà ông bà Phởn thân sinh ra cô Hoa Khôi Hồng Ngọc không? Cô chủ tôi đấy. Ông bà tôi đang đợi ông Tây nhà cậu ở trên nhà kia kìa. Thế à? Mà mà đầy tớ của khoai tây gì mà trông chả khác gì ta cả. Run đi vào đây. Vào. Con run lắm cậu hả?